Chương một nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com. Ở sân bay hiện hát đang có một cô bé vô cùng dễ thương đang khóc lên và nắm lấy tay một cậu bé nói cậu ở lại được ca cậu đừng đi mà cậu đã hứa sẽ bên tôi mãi mãi mà cậu bé chưa kịp trả lời thì có một cô bé cx rất xinh chạy tới gỡ tay cô bé ra và nắm tay cậu bé đó nói cậu đã thua vì thế bay hát cậu hãy về đi. Cô cậu ấy nói cô đi đúng cô ken cô bé nhìn cô bé kia nó rồi quay sang cậu bé với giọng như nài nỉ cô tôi sẽ đi vì cậu đã thua nói rồi cậu nắm tay cô bé đó đi vào cửa máy bay để lại một bé gái đang ngồi khóc nức nở vâng cô bé đó chính nàng saran xinh ẹp của chúng ta còn cậu bé kia chính là ken và cô gái đi bên cạnh là bella mn biết vì sao ken lại ra nước ngoài cùng bella cô Trước kia Ken, Bella và Saran là ba đứa bạn thân nhưng Bella và nó đều có tình cùng với Ken nên hai cô bé đã thi đấu với nhau ai thắng sẽ có được Ken. Nhưng rồi nó thua sau đó, Ken cùng Bella sang Anh. Thật ra Ken cũng ca muốn đi nhưng vì cậu giận vì nó quá yếu đuối nên cậu mới quyết định ra đi Tiatia, Janji tia, mà lãng xẹt. Và hiện tại Tại cổng trường Sky một nhóm 6 người gồm 3 nam ba nữ đang bị một đám con trai lẫn con gái đứng bao vây versus những lời bàn luận nào, SS mới à xinh ghê. SS một ba anh kia đẹp trai quá. SS 2, ba anh tên gì vậy cho e làm quen nha. SS 3 qua, bốn em kia cung sinh ghê ta. SS 4 cho anh làm ken nha. SS5 sau những bàn luận đó thì tiếng một người con trai vang lên rồi tiếp đến năm người còn lại. MK là võ hoàng quân hoặc là Ken con trai tập đoàn đứng thứ hai TG. MK từ Anh trở về và muốn trở thành Green của trường, chào MK là Lê Đức Tài hoặc Giác con trai tập đoàn đứng thứ ba TG. MK cũng từ Anh trở về và giống Ken muốn làm Green của trường, Hi. MK là Triệu Minh Thái cứ gọi Nick là được mong ước của MK cũng giống hai đứa kia nhưng tập đỏ ẩn nhà MK đứng thứ 5 Teragam. Còn MK là Lâm Minh Vũ hay gọi là Chris MK giống ba đứa kia tập đoàn đứng thứ 6. Hello, MK là Hoàng Diễm Phương hoặc là Bella MK con gái tập đoàn đứng thứ 3 TG. Và MK mong muốn chiếm ngôi Princess hiện tại, chào. MK là Vũ Quỳnh Hương hay gọi là Ali tập nhà MK đứng thứ 7 TG. MK cũng giống Phương. Hi, MK là Ngô Bảo Trân cứ gọi là Liz là được nhà MK đứng thứ 8 TG mong ước của MK giống hai đứa kia. Chương 2, nghe chọn bộ tại mê audio com Sau khi bọn hắn giới thiệu xong thì từ những lời khen ngợi của đám SS thì trở thành mỉa mai nói xấu này nọ nào là bọn họ là là ai mà dám giành Prince và Princess của trường ta cơ chứ? SS1 đúng là ca biết lượng sức MK. SS2A còng đô la phần trăm sao phần trăm đô la đô la phần trăm A còng trong lúc bọn SS đang mỉa mai họ thì có một chiếc Lamborghini đậu ngay trước cổng và bốn cô gái bước vào và nó cất giọng băng lãnh, có chuyện gì ở đây? vừa nghe tiếng nó thì đám SS kia xếp ngay thành hai hàng và cuối đầu nói, chào Princess và tam đại hộ vệ. Ngước lên đi tôi đã kêu ca được làm vậy nữa rồi mà. Nó nói với giọng đầy sự tức giận ô, xem kia ai mới sáng sớm đã chọc giận công chúa của chúng ta vậy. Không ai khác chính là chàng Minh Khang nhà ta chào Prince. Đám học SS lại cuối đầu hi m, n. Minh Khang nói xong cậu chạy lại ôm nó và định đi vào trong thì Ken lên tiếng. Chương 3, nghe chọn bộ tại mê audio com Vào học, trước cửa lớp 11A2 có 7 hecto dây đang bước vào lớp cùng GV. Các em vào học đi bà GV nói ơ không giới thiệu hả cô Yumi hỏi không? Đây là đò thể dục của các em, mau đi thay đồ rồi xuống sân sau học ti đi. đi. GV xin sau thay đồ xong tụi hắn xuống sân học tiết ti đi vì hôm nay GV lớp nó xin nghỉ nên hai lớp học chu ngở sân tập. Qua ừ, lớp 11A một kìa mày SS1 ừ, ừ SS2 nè bạn ơi. 11A1 là sao dạ gen hỏi 1SS thì trường này chia ra 5 lớp trong đó lớp 11A1 có Prince và Princess, tam đại hộ Pháp nên có rất nhiều fan nên mới vậy đó ss trong khi đó tại lớp an à nè nè cậu thấy gì không một con nhỏ khều con bé thấy gì con bé a à ý thì mấy đứa dám chửi thần tượng của mình đói con nhỏ đó nói và chỉ tay về phía bọn hắn muốn chơi nó không ừ gọi hai đứa kia lại đi con bé nói ừ nè lại đây, con nhỏ đó, có gì không, NS1, nam sinh, sắp có gái để tán ỏi mà NS2, các người muốn tán hay muốn chơi, con nhỏ đó chương 4, nghe chọn bộ tại mê audio com. Sau một hồi bàn bạc, ê hay là mình nói ông thầy cho lớp tụi mình dạy bóng cho mấy đứa mới dô đó đi con nhỏ ấy ử nhất chí ô sau một hồi bàn bạc với các bạn một a một thì tại lớp 11A2 thầy ơi một giọng nói hết sức ngọt ngào vang lên ơ, có gì không, em bị gì à, ông thầy dạ, để thầy có thể để lớp A1 tụi em chỉ mấy bạn lớp A2 thêm nha thầy. Coi như là để bồi dưỡng thêm cho cả hai, con nhỏ ấy nói, ừ được chứ, ông thầy vui vẻ nói, dạ cảm ơn thầy, ô, để xem nhóm trưởng sẽ làm gì tụi bay suy nghĩ của tất cả học sinh lớp A1, nè hay là tụi mình đấu giao hữu đi, một nữ sinh lớp A1 nói, ôm. Um. Tụi này vừa đấu vừa chỉ các bạn ô khối A thế này nhé các em sẽ thi bóng chuyển mỗi bên 5 người và cử hai bạn lớp A2 thi bắn sung với hai bạn lớp A1.